Xin chào các bạn, có rất nhiều bạn viết thư về hỏi Tường Minh về những gì nên làm và không nên làm trong tháng 7 âm lịch. Thì theo truyền thuyết dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng Vu Lan báo hiếu. Bên đạo giáo và bên các tín ngưỡng dân gian còn gọi đây là tháng cô hồn, hay gọi là tháng của ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Thì trong niềm tin tâm linh, trong tháng 7 âm lịch này, dân gian có những kiêng kỵ và cấm đoán như thế nào, những gì đúng hay không đúng về mặt phong thủy. Chúng tôi hy vọng qua video này các bạn có thể hiểu rõ một số điều. Đầu tiên, một trong điều cấm kỵ đó là chúng ta tránh đi chơi khuya và nên về nhà trước 11 giờ đêm, tức là 23 giờ. Thì từ 23 giờ cho đến 1 giờ sáng, đây là thời khắc của giờ Tý. Thì như các bạn đã biết, giờ Tý là một cung giờ đối với chuyên môn chúng tôi gọi là phân nửa giờ, là giờ Tý muộn và giờ Tý sớm. Tức là từ 23 giờ đêm cho đến 0 giờ sáng được xem là giờ Tý muộn, có nghĩa là trước của ngày cũ. Và từ 0 giờ sáng cho đến 1 giờ sáng được gọi là giờ Tý sớm, có nghĩa là đã bắt đầu sang một ngày mới. Thì cung giờ Tý do vậy là thời khắc giao hòa giữa âm và dương, khoảnh khắc giao hòa, giao thời giữa một ngày cũ và một ngày mới. Do đó hai năng lượng này gọi là âm và dương. Do đó khi âm và dương gặp nhau thì nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Do đó nếu chúng ta đi chơi khuya về nhà sau 11 giờ, sau 1 giờ đêm thì có rất nhiều năng lượng xấu, âm khí có thể đi theo chúng ta và có thể làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, sức khỏe hoặc là về may mắn nói chung đều không được tốt. Tránh chụp hình, quay phim vào lúc chiều tối hoặc khi mặt trời lặn. Thì đối với những năng lượng, đối với những linh hồn, đôi khi chúng ta có thể chụp hình và có thể quay phim và có thể thấy được hình ảnh của họ. Thì điều này là không nên và có thể gây ra nhiều sự khủng hoảng về tâm lý, cũng như làm cho những người có thần kinh yếu lo sợ nếu như thấy một vài hiện tượng. Ví dụ như là ánh sáng nhập nhòa lúc một buổi chiều tối, hoặc là đơn giản là hình ảnh của một ai đó, ký ức của một năng lượng nào đó được lưu lại trên hình ảnh, có thể làm cho chúng ta hoảng sợ. Thứ ba là tránh giẫm đạp lên và đá trúng những đồ cúng ven đường. Vào trong dịp lễ cô hồn, vào trong tháng rằm tháng 7 thì tập tục dân gian thông thường sẽ cúng và gọi là cúng cô hồn, bày bên ven đường cho những cô hồn cũng như ngạ quỷ trong theo truyền thuyết của Phật giáo. Do đó nếu như chúng ta vô tình đi chơi vào ban đêm hoặc là đi đâu đó mà chúng ta vô tình không thấy, không để ý trên mặt đường và vô tình đá phải hoặc là đạp trúng lên nhang, khói hoặc là những đồ cúng ven đường, có thể là chúng ta vô tình xúc phạm tới những cái năng lượng làm cho họ cảm thấy khó chịu và tạo nên một cái oán hận không cần thiết. Thứ tư là đừng để tóc che trán bạn. Vầng trán trong phong thủy được xem là minh đường, và đối với trong diện tướng thì chúng ta có một vùng con mắt thứ ba, chúng ta còn gọi là vùng quanh khu vực ấn đường hay còn gọi là mệnh cung. Thì khu vực này khá quan trọng trong diện tướng cũng như trong huyệt vị. Đây là một trong những vùng năng lượng và người Ấn Độ tin là khu vực này là con mắt thứ ba. Do đó chúng ta không nên để vần tóc che trán. Các bạn nữ thì có thể uốn tóc lên, có thể búi tóc hoặc là gì đó, đừng để cho che mất phần trán của mình. Điều cấm kỵ thứ năm đó là chúng ta tránh phơi quần áo ban đêm ở ngoài nhà. Như chúng ta đã biết thì đêm là thời điểm của âm khí khá là mạnh. Do đó nếu chúng ta phơi quần áo ban đêm ở ngoài nhà, thứ nhất là sương lạnh và sẽ không giúp quần áo chúng ta mau khô, mà ngược lại có thể là mưa hoặc là có thể gặp nhiều cái năng lượng xấu đi ngang, và có thể là quần áo chúng ta phải dính phải những cái năng lượng đó. Nếu như mà quần áo chúng ta đẹp hoặc là họ cảm thấy có một cái sự tương thích về năng lượng gì đó, do đó tốt nhất là đến chiều là chúng ta đem quần áo chưa khô hay là khô vào trong nhà và tìm một cái góc nào đó để phơi hoặc là để gấp lại, chứ không nên để suốt ban đêm. Thứ sáu là đừng đứng dưới cây vào lúc 12 giờ trưa, đứng bóng hoặc là lúc buổi chiều. Thì cái khung giờ từ 12 giờ trưa cho đến 1 giờ chiều đó là giờ ngọ, và như nhiều người hay hiểu lầm, giờ ngọ là giờ dương khí nhiều, năng lượng mạnh thì chắc là sẽ không có vấn đề gì về âm linh, tâm linh hoặc là âm khí. Nhưng thực ra vào lúc 12 giờ trưa thì cũng có rất nhiều hiện tượng siêu nhiên xảy ra và rất khó giải thích. Do đó thì tốt nhất là chúng ta không đứng dưới gốc cây vào lúc 12 giờ trưa hoặc chiều. Thì
Một trong những lý do chúng ta không đứng dưới bóng cây đó là tại vì dưới bóng cây rất là râm mát, và đây là nơi khu vực của những vong linh hoặc là những cái năng lượng mà họ không thích ánh sáng mặt trời, họ không thích dương khí quá nhiều, và họ tụ tập ở dưới những cái bóng cây, tàn cây râm mát để tránh năng lượng dương. Do đó thì chúng ta không nên trú dưới tàn cây, nhất là những vào những lúc buổi chiều tối. Đừng huýt sáo hoặc là hát trong đêm. Nếu bạn huýt sáo hoặc hát trong đêm thì dân gian tin rằng bạn sẽ cuốn hút theo những cái năng lượng xấu, và họ có thể yêu thích giọng hát của bạn, họ có thể quý mến bạn, có thể ngưỡng mộ bạn và có thể đi theo. Do đó thì họ khuyên là chúng ta giữ im lặng, tĩnh lặng, không quấy rối, không làm phiền, không làm âm thanh lớn, nhất là vào ban đêm là thời điểm mà chúng ta có thể quấy rầy, làm phiền họ. Năng lực thứ 8 đó là tránh đi thăm mộ hay nhà bỏ hoang. Thì vào tháng 7 âm lịch, dân gian tin rằng đó là tháng mở cửa, vong hồn có thể đi và thăm người thân. Do đó nếu chúng ta đi vào thăm những khu vực nghĩa trang, mộ phần thì chúng ta sẽ tiếp xúc khá nhiều nhiều âm khí. Và đối với một số người, ví dụ như là phụ nữ hoặc là trẻ con, những người hoặc là người già, những người có sinh khí hoặc là dương khí yếu hoặc là nhạy cảm với vấn đề phần âm. Tại sao phụ nữ lại hay bị tiếp xúc với phần âm? Là tại vì phụ nữ là âm, trong khi đàn ông là dương. Do đó thì phụ nữ thường hay nhạy cảm với các năng lượng xấu. Do đó chúng ta tránh đi thăm mộ, nhà bỏ hoang hoặc là nhà linh, hoặc là chúng ta đi đến nhiều khu vực chùa, chiền, đình miếu, những nơi mà thờ cúng khá là nhiều, dẫn đến là thu hút rất nhiều năng lượng về âm khí tới để hưởng thụ đồ cúng. Do đó chúng ta cần tránh đi đến những nơi âm. Tránh bơi lội hay đi thuyền bè vào ban đêm. Tại vì như chúng ta đã biết, cơ thể chúng ta vào ban đêm thì cơ thể sẽ không được khỏe mạnh. Do đó nếu chúng ta bơi lội, đối với những người trong lá số có nhiều thủy, ban đêm cũng là hành thủy, thì và hỏa là dụng thần, thì rất có thể trong khi chúng ta bơi thì chúng ta sẽ gặp khá là nhiều hiện tượng. Ví dụ như là cơ thể không khỏe, bị chuột rút hoặc là bị co thắt cơ, dẫn đến là chúng ta có thể là bị đuối nước mà không ai biết. Do đó nếu chúng ta đi thuyền hay đi bơi lội hay là đi bất cứ thứ nào vào ban đêm, tốt nhất là chúng ta không nên đi một mình, không nên đi gần tới những khu vực nào nước, tại vì có thể xảy ra té ngã mà chúng ta không được người khác cứu hoặc là hay biết. Do đó thì tốt nhất là chúng ta tránh việc bơi lội hay đi thuyền vào ban đêm. Ngoài ra tránh chải tóc và soi gương vào ban đêm. Đấy là chúng tôi nghĩ còn có một hiện tượng vật lý để giải thích chuyện này. Đó là khi chúng ta chải tóc thì thông thường các bạn đã biết việc cọ sát vào lông tóc thì nó có thể tạo ra tích điện, tức là tạo ra nhiều năng lượng âm dương gặp nhau, như chúng ta đã học trong lớp vật lý vào lớp 11 và những chương trình. Thì chúng ta biết cái hiện tượng xảy ra khi chúng ta dùng một cái thước kẻ hoặc là dùng bất cứ thứ nào để cọ sát vào những cái vải hoặc là tóc hoặc là lông mà mềm, thì có thể tạo ra tích điện, dẫn đến là có thể hút được những cái mẩu giấy nho nhỏ. Thì đây là một trong thí nghiệm vật lý khá là thông dụng. Do đó thì việc chải tóc vào ban đêm, nhất là những khu vực âm dương và gương là một trong những hiện tượng, một trong những công cụ mà người Hoa tin rằng đó là phản ánh của âm và dương. Tại vì vật bên ngoài là dương, trong khi cái hình ảnh phản ánh, phản chiếu trong gương gọi là âm. Do đó âm dương gặp nhau thì cũng là điều không tốt. Điều thứ 12 đó là tránh chặt cây, động thổ và nhập trạch vào nhà hướng nam. Thì tại sao lại tránh chặt cây? Như chúng ta đã nói thì vùng bên dưới của những tán cây là râm mát, đó là nơi ẩn chứa của nhiều vong linh, những linh hồn. Ví dụ họ bị tai nạn giao thông hoặc là những cái ngạ quỷ, những cái người mà họ không có nơi sống, không có nơi để trú chân. Do đó họ vào những căn nhà hoang, họ vào những căn nhà chưa ai ở bán, hoặc là ở dưới những tàn cây. Và đặc biệt là hướng nam trong tháng này là tụ tập rất là nhiều âm khí do sao tam sát chiếu đến. Do đó chúng ta không nên động thổ, nhập trạch tại góc nam hoặc là chặt cây tại hướng nam. Nếu như chúng ta bắt buộc phải chặt cây thì tốt nhất là tìm một tháng khác. Và nếu chúng ta chặt cây thì chúng ta nên cúng trước khoảng chừng 3 ngày liên tục để xem có hiện tượng gì xảy ra hay không. Nếu như không có hiện tượng gì xảy ra, tức là họ cho phép chúng ta.
Tại vì cây là một nơi trú ẩn, trú chân của họ, giống như một căn nhà. Nếu chúng ta chặt cây mà không xin phép, không thông báo trước, thì chẳng khác gì chúng ta cố tình gây hấn, dẹp bỏ căn nhà của họ. Và điều thứ 13 là bạn nên luôn luôn mang theo pháp khí để bảo vệ hộ thân. Nếu các bạn là người tin theo các tôn giáo, ví dụ như Thiên Chúa, các bạn có thể đem theo Thánh Kinh, có thể đem theo Thập Tự Giá. Hoặc là nếu các bạn là người theo Đạo Phật, các bạn có thể đem theo những vật như là bùa bình an, có thể đem theo những vòng tay có hình mặt Phật, hoặc là những vòng tay có khắc những dòng chữ, ví dụ như là Om Mani Padme Hum, lục tự đại minh chú. Nếu các bạn đi đâu vào ban đêm, có thể dẫn theo chó, đặc biệt là chó mực, thì chó là một trong những thú vật có cái khả năng cảm nhận được cái năng lượng xấu từ xa, do đó thì có thể vào ban đêm sẽ bảo vệ giúp cho các bạn tốt hơn. Các bạn cũng có thể đem theo những vật phẩm bằng gỗ đào, ví dụ như là kiếm bằng gỗ đào hoặc là những phù chú bằng gỗ đào. Thì gỗ đào có một tác dụng rất là đặc biệt. Thì theo truyền thuyết nói rằng gỗ đào có thể tác dụng mà có thể đánh lại được âm khí. Do đó các bạn có thắc mắc tại sao vào mỗi dịp Tết chúng ta đều phải trưng một cành đào ở trong nhà đối với các địa phương ở miền Bắc? Đó là tại vì theo truyền thuyết Trung Hoa nói rằng ma quỷ rất là sợ gỗ đào. Do đó nếu chúng ta trưng một cành hoa vào trong dịp Tết thì sẽ đuổi được con quái vật tên là Niên, tức là con quái vật tên là Năm đó. Thì theo truyền thuyết nói là con quái vật đó sẽ đến phá hoại chúng ta vào mỗi dịp Tết đến để mà đòi cống nạp. Thì do đó mỗi nhà đều cắm một cành đào. Đó là phong tục của miền Bắc và một số tỉnh thành ở phía Trung Quốc. Do đó thì trong pháp khí, trong các loại pháp khí, nhất là bên đạo giáo, thì chúng tôi rất chú trọng đến sử dụng bằng gỗ đào, có thể là khắc hình thất tinh bắt đầu, có thể là khắc chữ phù. Và ngoài ra nếu các bạn cảm thấy vấn đề vong linh, hoặc các bạn cảm thấy đi đâu đó mà cảm thấy vùng da gáy, hoặc là những cái vùng da trên cơ thể đột nhiên nổi lên hiện tượng là lạnh, hoặc là cảm nhận thấy là vai nặng, hoặc là cảm nhận thấy những cái tâm linh mà mình dùng, ví dụ một số người nhạy cảm có thể cảm nhận được, thì các bạn có thể đọc câu lục tự đại minh chú. Đó là Om Mani Padme Hum, hoặc là dịch ra tiếng Việt thông thường nhiều người hay đọc là Án Mani Pat Di Hồng. Hoặc là nếu các bạn quên, các bạn cũng có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dĩ nhiên đối với những bạn theo Phật giáo thì câu lục tự đại minh chú này đi kèm với ấn, thì các bạn có thể vừa đọc và các bạn vừa kết một cái ấn đơn giản bằng dùng tay bên phải với ngón trỏ chạm vào ngón nhẫn, tức là ngón áp út, và các bạn chỉ về khu vực nào mà các bạn đang cảm nhận có hơi lạnh tại khu vực đó. Ngoài ra đối với những bạn chuyên về mật tông dĩ nhiên, hoặc là các bạn chuyên về thuộc rất nhiều bài kinh kệ, thì chú Đại Bi cũng là một trong những bài chú có thể giúp chúng ta được khá nhiều. Các bạn có thể thường xuyên bật, nếu như mà bài chú này quá dài, các bạn không nhớ được 82 câu, các bạn có thể bật băng, có thể bật đĩa, có thể thu âm vào trong máy điện thoại di động để bật lên, hoặc các bạn có thể đọc theo, hoặc các bạn có thể nhẩm chú Đại Bi. Chú Đại Bi cũng là giúp cho những cái năng lượng chưa siêu thoát được họ siêu thoát để họ không làm phiền đến chúng ta nữa. Thì chúc các bạn sẽ có rằm tháng 7 âm lịch suôn sẻ.